Nếu như trước đây, gia đình chị Siêu Khật Sơm ở làng Móc Trang, xã Gia Tom, huyện Đức Cơ dùng nước giếng là chủ yếu, nhưng đến nay nguồn nước giếng đã cạn kiệt. Hiện nay gia đình chị đang thuê khoan giếng để có nguồn nước phục vụ nhu cầu ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Thời gian khô nước thì cũng khó khăn ở trong làng, nhờ nước bây giờ có nước giếng đào rồi lại khô rồi lại tự khoan cái khác nữa, có nước của nhà người khác họ khoan mình đi xin 24 triệu. Theo phản ánh của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Gia Tom, huyện Đức Cơ, thì hiện nay tình trạng giếng nước đào đa số đã cạn. Nhiều người đã tiến hành nạo vét hoặc khoan giếng để có nguồn nước ổn định hơn. Tuy nhiên, với điều kiện của nhiều hộ dân trên địa bàn còn khó khăn, thì giải pháp khắc phục trước mắt là nhờ nước của một số hộ lân cận có giếng khoan. Nhà tôi dùng giếng nhưng nay giếng nước cạn, bơm nước lên đục lắm. Tại nó dính bùn nên mua nước bình về uống, chưa có tiền đào giếng sâu nên hết nước thì chắc dùng nhờ của bà con. Năm nay là người dân thiếu nước nhiều nên là nhu cầu khoan giếng ngày càng nhiều hơn. Mức nước giếng khoan là vẫn ổn định hơn là giếng đào. Tình trạng nắng hạn đang diễn ra, đặc biệt với vùng xã biên giới Gia Tom, thời tiết khắc nghiệt hơn. Xã đã xây dựng kế hoạch giải pháp để hỗ trợ người dân nếu tình trạng thiếu nước diễn ra trầm trọng hơn trong thời gian tới. Nắng hạn, Ủy ban nhân xã cũng xây dựng cái kế hoạch phân công các công chức chuyên môn như các đoàn thể để đi thẩm tra rồi rà soát thống kê và báo lên cấp trên để có hướng hỗ trợ cho người dân. Nguồn nước thì ở đây thì rất khan hiếm, cho nên là cũng đề nghị lên cấp trên là xem xét là có cái khoan giếng tập trung để các sử dụng cho các cái nguồn nước. Trong thời gian tới, nắng hạn tiếp tục kéo dài thì tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn xã Gia Tom, huyện Đức Cơ diễn ra nhiều hơn. Việc thiếu nước sinh hoạt đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống. Người dân nơi đây mong muốn có những công trình cấp nước tập trung để thuận lợi cho sinh hoạt cũng như sản xuất của bà con.